vâng xin chào tất cả quý vị và các bạn đến với chương trình tin tức và bình luận trong ngày hôm nay và thưa quý vị có vẻ như là chiến dịch uh, tranh cử của Kamala Harris đang run sợ và đang lo lắng có vẻ như là cái tuần trăng mật hay là mình có thể nói rằng là tháng trăng mật cho bà ta có vẻ như là đã đến hồi kết thúc quý vị thấy rằng là bà ta đã được bao nhiêu là thành phần báo chí truyền thông nghệ sĩ ca sĩ diễn viên phải nói rằng là hùa vào để mà giúp đỡ cho bà ta nâng bà ta lên tại vì biết rằng bà ta là một cái thành phần yếu kém mà đến bà Oprah Winfrey cũng đã phải mở một cái chương trình đã dựng lên một cái sân khấu giả có một cuộc phỏng vấn giả với bà ta nhưng mà rồi cuối cùng Oprah Winfrey cũng phải bó tay vẫn không thể giúp được cho bà ta vẫn không thể đưa cái hình ảnh bà ta đến được với người dân để người dân có thể tin tưởng và cho rằng bà ta có thể giúp đưa đất nước này tiến lên. Đây là mình đang nói đến những cái thành phần độc lập, những cái thành phần còn chưa có biết là họ sẽ chọn cho ai. Còn những cái thành phần mà họ đã cuồng đảng dân chủ này rồi thì cho dù là bà ta có là cái gì đi chăng nữa thì họ cũng sẽ bầu cho bà ta. Đảng dân chủ mà có đưa một con cún, một con mèo, một con sóc Một con gì ra để tranh cử Thì cái thành phần cuồng đảng Nó cũng sẽ bầu cho cái Cái con đó Chứ chúng thật sự không có Cái não để mà biết được rằng là Cái người đó có làm được việc hay không Có lèo lái được đất nước hay không Không Đây là mình đang nói những cái thành phần Còn đang phân vân Chưa biết chọn ai Thì có vẻ như rằng là những cái thành phần này đang quay lưng lại với bà ta và cái chiến dịch tranh cử của bà ta có vẻ như đã nếm được thấy được cái sự việc quý vị biết rồi cái đảng dân chủ này nó đã nó biến bà Kamala Harris thành một con người khác bà ta tiếp tục giả thành một cái thứ gì đó mà không phải là bà ta phải nói rằng là bà ta là một cái con số không bà ta chẳng có là cái gì cả không có một chính sách không có một ý tưởng cả những cái mà bà đưa ra trước đây toàn là đi sao chép lại. Chưa hề có một cái ý tưởng nào của bà ta cả. Ngay chính những cái tờ báo phe Đảng dân chủ bây giờ họ cũng đã lên tiếng cho rằng là bà ta cần phải thay đổi nếu không thì thua cuộc. Chiến dịch của bà ta không hiệu quả. Đó. Từ một cái thành phần mà bị truyền thông cánh tả chê là còn tệ hơn cả Joe Biden kể từ khi mà bà làm phó cho Biden thì cái tỷ lệ ủng hộ cái tỷ lệ chấp nhận bà ta là chỉ có ở dưới 28%. Và nó giữ nguyên suốt trong cái thời kỳ mà bà ta đảm nhận cái cái chức vụ này. Và cho đến khi mà bà ta được cái Đảng dân chủ này đưa lên thì tự nhiên cái số điểm ủng hộ nó tăng vọt. Mặc dù là bà ta chưa hề đưa ra một cái chính sách gì hoặc là đã làm bất cứ một cái điều gì khác hơn so với những gì mà bà đã từng làm khi mà bà là tổng thống. Tự nhiên cái điểm ủng hộ nó tăng lên. Bà ta chỉ là một cái con người dối trá, một cái thành phần xuyên tạc, lươn lạo ru ngủ, trá hình. Tất cả những gì chúng ta thấy và chúng ta nhìn vào bà ta, nó đều là dối trá cả, nó đều là giả tạo cả. Bà ta chỉ là một cái miếng nhãn dán trong xe thôi nếu mà quý vị thấy những chiếc xe đó ở đằng sau đằng sau xe là hay họ hay dán những cái cái sticker đó bumper sticker đó thì đó đó là bà ta đó ở bên trong bà ta nó thật sự là trống rỗng chúng ta chỉ thấy có bên ngoài thôi đó trong khi chúng ta thấy tổng thống trump hàng ngày ông đi vận động đưa ra những cái ý tưởng của ông đến với người dân hy vọng rằng nó sẽ giúp được cho cái nền kinh tế nó giúp giảm được cái sự lạm phát giúp cho người dân dễ thở hơn sau cả 3 năm rưỡi trải qua bao nhiêu cái khó khăn cho cái đời sống của người ta. Mặc dù là cái ý tưởng của ông đưa ra sẽ không được nhiều người ủng hộ, nhưng mà nó vẫn là những cái đề xuất mà ông nghĩ rằng nó sẽ giúp được cho đất nước. Và chúng ta nhìn vào đó để chúng ta đánh giá, để so sánh và biết rằng là mình chọn bầu cho ông ta là vì cái ý tưởng đó ví dụ như vậy trong khi bà Kamala Harris bà không hề có một cái ý tưởng gì không hề có một cái đề xuất gì vậy thì tại sao chúng ta lại phí một cái lá phiếu để đi bầu cho bà ta trong khi bà ta không hề có được một cái đề xuất gì để giúp cho chúng ta nó ngược đời là cái chỗ đó quý vị cứ nhìn ba năm rưỡi vừa qua đi Quý vị nghĩ rằng là nó đã quá mức tồi tệ chưa? Để mà quý vị muốn thay đổi nó chưa? Hay rằng là quý vị vẫn còn cho rằng là chưa đến mức tồi tệ như thế? Nếu vậy thì mình nghĩ rằng là quý vị hãy bầu chọn cho bà ta đi, để nếm được cái mức tồi tệ tột cùng nó đến như, nó như thế nào. Nói trở lại thì cái chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris đang lo lắng vì những cuộc thăm dò mới đây cho thấy rằng là bà đang thua ở những cái tiểu bang giao động, tiểu bang chiến trường. Tổng thống Trump thì dẫn trước bà ta 5 điểm ở Arizona, 4 điểm ở Georgia, ở North Carolina thì ông dẫn dẫn bà trước 2 điểm. Ngay chính cái đài truyền hình CNN của Đảng Dân Chủ cũng còn đưa ra cái thống kê cho thấy rằng cái phần cử tri người mễ gốc Tây Cơ đó họ bây giờ không có còn ủng hộ cái đảng dân chủ này nhiều nữa. Nó rớt xuống tới 10%. Cộng đồng da đen cũng vậy, cái sự ủng hộ của họ cũng đã rớt xuống 9%. Tức là sao? Tức là bà ta đang gặp khó khăn với những cái cử tri da màu này. Họ không còn chọn bà ta nữa. Và cái vấn đề biên giới cũng là một cái vấn đề mà hầu hết có vẻ như là ai cũng quan tâm. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy rằng là 46% người dân họ thấy rằng họ ủng hộ tổng thống Trump vì cái vấn đề nhập cư của ông. Trong khi đó chỉ có 36% ủng hộ bà Harris. Đó cũng một cái lý do tại sao mà có vẻ như rằng là cái chiến dịch của bà này bây giờ đang lên cái kế hoạch là muốn đến thăm biên giới. 3 năm rưỡi vừa qua thì không đi. Báo chí truyền thông nhắc nhắc hoài hỏi rằng là bà có đi hay không? Bà không đi. Bây giờ thì đòi đi Đây hoàn toàn Là một cái chiêu trò chính trị Chắc chắn luôn Chứ không có cái gì cả Đây tin cho biết này Kamala Harris được cho là đang lên kế hoạch thăm biên giới ở phía nam ở Arizona vì vấn đề nhập cư vẫn là vấn đề hàng đầu trong cuộc bầu cử và chiến dịch của bà. Cố gắng thể hiện bà là người cứng rắn với an ninh biên giới. <laughs> có thật hay không? Mặc dù là chi tiết vẫn chưa được quyết định. Nguyên nhân dẫn đến việc lên kế hoạch thăm biên giới là vì một số cuộc thăm dò cho thấy bà kém cựu Tổng thống Trump đáng kể về vấn đề nhập cư bất hợp pháp và an ninh biên giới. Thấy không? Và chắc chắn rồi, bà ta đi đến biên giới lần này là để làm gì? Để có được cái tấm hình thôi, vậy thôi. Để chụm tấm hình, làm màu, để bỏ vô làm quảng cáo, vậy thôi. Và cho rằng là bà cứng rắn với biên giới. Và chắc chắn luôn là khi mà bà đến đó thì họ sẽ phải thu dọn sạch sẽ Che giấu những cái thành phần di cư lậu Che giấu những thành phần tội phạm Chúng ta sẽ không thấy gì đâu Hà cớ gì cho đến bây giờ thì bà mới đi Đó, vẫn trở lại cái câu hỏi mà ai cũng đã thường hỏi Tại sao 3 năm rưỡi vừa qua bà không làm gì mà cho đến bây giờ bà mới làm Hoặc là cho đến năm sau bà mới làm Đó, có vậy thôi Ngay chính những người dẫn chương trình của đài CNN cũng cho rằng là chiến dịch của bà cuối cùng đã nhận ra rằng bà không còn có thể lơ là về cái vấn đề nhập cư nữa. Với chuyến thăm biên giới vào cái phút chót này thì bà Harris hy vọng là sẽ phản công lợi thế của Tổng thống Trump với cử tri về vấn đề nhập cư. Ngay chính cái nhà bình luận của CNN cho rằng là ngay chính cái việc mà bà có đến biên giới thì chắc chắn rằng là sẽ không có thuyết phục được người dân Hoa Kỳ về cái việc mà bà cho rằng là bà cứng rắn với cái vấn đề nhập cư khi trở thành tổng thống. Người ta sẽ không tin, người dân sẽ không tin. Nhưng những gì mình nói ban đầu, tại vì họ biết rằng là bây giờ nhiều thành phần đang quay lưng lại bà ta cho nên là bây giờ bà ta mới bắt đầu vắt vó lên để mà chạy. Bây giờ thì bà ta tỏ ra rằng là bà ta là cái người cứng rắn biên giới Phải trừng trị những cái thành phần di cư lậu vân 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 Nhưng mà một cái video mới được phát hiện vào năm 2018 bà này đã xuống đường ủng hộ cái vấn đề ngăn cản cái lệnh trục xuất của Tổng thống Trump. Hô vang, đả đảo, đả đảo lệnh trục xuất. Vào cái thời điểm đó là bà cho rằng là nếu mà bà mà trở thành tổng thống đó là bà sẽ cấp giấy tờ cho những cái thành phần này và cái thời điểm này khi được hỏi lại đó liệu rằng bà có giữ cái lời hứa khi xưa hay không thì cái chiến dịch tranh cử của bà ta có vẻ như là phớt lờ cái câu hỏi đó không muốn trả lời không muốn đi sâu vào cái vấn đề tóm lại là họ đang che giấu cái bản chất của bà ta giả vờ cho bà ta là một cái thứ gì đó mà bà ta mà bà ta không phải đó là kèm là Harris đó là cái cái đảng dân chủ. Đó là cái thành phần mà có một số quý vị đang muốn ủng hộ để bầu cho bà ta đó. Bà ta không có cái gì cả, nothing. Chưa hề có được một cái điểm nào trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua bà ta làm phó. Nên nhớ rằng là bà ta là cái người cố vấn số 1 cho Joe Biden. Bà ta luôn tự hào bà ta là cái người cuối cùng rời khỏi cái phòng họp ở trong nội các. Thì chắc chắn rằng là những cái dự luật, những cái vấn đề mà Joe Biden đã đưa ra trong suốt 3 năm rưỡi vừa qua Thì chắc chắn là đã có chữ ký của Kamala Harris ở trong đó Có nghĩa là bà ta là cái người ủng hộ cho những cái vấn đề đó Và chúng ta thấy được gì? Chúng ta thấy được rằng là đã đến lúc Chúng ta có thấy được rằng là những gì chúng ta đang chứng kiến, đang phải gánh chịu Nó, nó đã đến mức tồi tệ chưa? Và có vẻ như là trong những ngày vừa qua thì bà ta không có còn nhắc đến cái vấn đề sắc tộc, màu da nữa. Có vẻ như là bà ta đang cố gắng không có muốn người dân nhìn bà ta là một người da màu hoặc là nhìn bà ta là một người Ấn Độ da đen. Mà bây giờ bà đang muốn mọi người chỉ nhìn bà là một người phụ nữ ra tranh cử Tổng thống. Mình nhớ rằng là cái đảng Dân Chủ này là họ rất là thích phân chia màu da sắc tộc mà. Đúng không ạ? Có vẻ như bây giờ bà ta lại cuốn theo chiều gió rồi. Là, là bắt đầu lại thay đổi lập trường này. Còn hơn là lật uh, bánh tráng nữa. Đơn giản thôi là tại vì bây giờ bà ta đang muốn cái sự ủng hộ của cánh Myro. Phe đàn ông bây giờ bà đang muốn lấy cái phiếu của thành phần này. Tóm lại là cái chiến dịch tranh cử của bà ta đang xoay sở đủ mọi thứ. Đó là lý do tại sao mà cái chiến dịch của bà ta cho biết rằng là họ đã chi tiêu cái tiền quảng cáo gấp 3 lần so với chiến dịch của Tổng thống Trump trong tháng 8 vừa qua. Theo tin cho biết thì hai chiến dịch đang bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc tranh cử tổng thống và cho biết là Ủy ban bầu cử của bà đã chi 174 triệu đô la vào tháng trước. Trong khi đó, bên phía tổng thống Trump chỉ có chi khoảng 61 triệu đô la. Mặc dù lợi thế tài chính của Harris sẽ giúp cho bà phủ sóng rộng các quảng cáo trên truyền hình trong suốt cuộc bầu cử, nhưng điều đó không thể mang lại chiến thắng và họ cho biết rằng là ngay chính năm 2016 tổng thống trump đã đánh bại bà clinton mặc dù là ông ta huy động ít tiền hơn đảng dân chủ và có vẻ như là bên kamala harris bây giờ họ đang thay đổi cái cách tiếp cận trong cái cuộc chạy đua tổng thống năm nay có nghĩa là bây giờ là sao là họ không có tập trung vào cái việc tấn công tổng thống trump nữa quý vị nhớ là ban đầu đó là ở trong cái đại hội đảng dân chủ là coi như là ai cũng tấn công tổng thống trump hết hầu hết tất cả các bài phát biểu đều tấn công ông ta. Nhưng mà có vẻ như là ngày càng ít lại và vào cái thời điểm bây giờ đó thì những cái quảng cáo thì đều không có tấn công tổng thống Trump nữa. Họ cho rằng là họ dành các quảng cáo này nhằm thúc đẩy nhận thức tích cực về Kamala Harris thay vì tấn công tổng thống Trump. Họ cho biết là họ không có thể làm điều gì để mà thuyết phục hầu hết cử tri đã ủng hộ tổng thống Trump. Thay vào đó thì Họ đang muốn đưa cái hình tượng của bà Kamala Harris lên cho người dân, từ những điều cơ bản trong tiểu sử của bà cho đến việc bảo vệ vấn đề nhập cư và cố gắng trình bày tầm nhìn của bà về nền kinh tế. Tất cả thông tin mà cử tri cần đối với những cử tri vẫn chưa đưa ra quyết định trong cuộc bầu cử này là về Kamala Harris. Và bây giờ quý vị có biết rằng là họ đang dồn tất cả cái nỗ lực của họ vào Pennsylvania tại vì Pennsylvania là cái tiểu bang sẽ phân chia thắng bại nếu muốn trở thành tổng thống thì phải chiến thắng Pennsylvania có vậy thôi đó lý do tại sao mà có vẻ như là tất cả mọi cái nỗ lực của Kamala Harris đều dồn về Pennsylvania tổng thống Trump cũng đã đến đó thường xuyên Kamala Harris cũng đến Tim Walz cũng đến và rồi một cái điểm mà mình thấy rằng là chưa bao giờ xảy ra chưa bao giờ nó diễn ra ở trong cái cuộc bầu cử ở trên đất nước Mỹ mà cái chính quyền Biden Harris này hôm nay đã làm đó là sao đó là họ đã đưa máy bay rước Zelensky ông tổng thống của Ukraine đến Pennsylvania để vận động cho Kamala Harris thay vì xong cái chuyện ở hội đồng bảo an liên Hợp quốc, thì ông ta sẽ đến Washington để gặp Biden để xin tiền, cứ vị biết này. Lúc nào cũng vậy, qua Mỹ là xin tiền, cứ vậy thôi. Thì bây giờ cái chiến dịch tranh cử của Kamala Harris này đã bay ông ta đến Pennsylvania trên cái chiếc C-17 của không quân Hoa Kỳ. Họ sử dụng tài sản quân sự của đất nước Hoa Kỳ để vận động tranh cử cho chính họ đó thưa quý vị cửa theo mà đây lại mời một cái nguyên thủ của một quốc gia bên ngoài vào vận động tranh cử cho mình tại sao lại đưa ông ta đến pennsylvania là tại vì đây là cái tiểu bang chiến trường phải giành chiến thắng cho bằng được thì đưa ông ta đến thôi và lại đây là cái tiểu bang có rất là nhiều những cái thành phần gốc ba lan cho nên rằng là cố tình đưa ông đến để hy vọng rằng là ông sẽ kiếm được nhiều cái phiếu bầu cho Kamala Harris. Một vị nguyên thủ của một quốc gia còn đang đương nhiệm được đưa đến tiểu bang Pennsylvania để nhằm cái mục đích là vận động tranh cử cho Kamala Harris cho cái đảng dân chủ. Quý vị nên nhớ là cái đảng Dân Chủ là cái đảng nó luôn cho rằng là năm 2016 Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử để giúp cho Tổng thống Trump làm Tổng thống. Quý vị nhớ không? Và sau đó thì chúng nó đã, đã luận tội ông vì cái vấn đề này. Vậy thì cái vụ việc ông Tổng thống Ukraine được cái chiếc máy bay C-17 của quân sự đưa đến Pennsylvania thì nó có phải là can thiệp vào cuộc bầu cử hay không? Đây mới là cái vấn đề can thiệp vào cuộc bầu cử này nó rõ ràng trước bản dân thiên hạ luôn chờ một nguyên thủ nước ngoài đến để vận động tranh cử đây là một cái điều chưa hề có ở trong nước mỹ thưa quý vị cái đảng nó luôn đổ thừa cho người khác đó nó đổ thừa cho nga can thiệp vào cuộc bầu cử rồi bây giờ thì là ukraine đang can thiệp vào cuộc bầu cử đó vậy thì liệu rằng Kamala harris có cần nên bị luận tội hay không và một cái vấn đề nữa mình thấy ở đây là gì Zelensky làm cái hành động này là một cái điều phải nói rằng là ngu xuẩn. Một nguyên thủ của một quốc gia thì không bao giờ lại vẽ một cái đường ranh như thế bao giờ hết. Tự chọn cho mình đứng về một phe. Đó là một cái cách ngoại giao phải nói rằng là quá ngu xuẩn. Đó là phải nói là ngu xuẩn nhất từ trước tới nay mình thấy. Ở một cái tên cựu diễn viên hài này. Quý vị thấy cái cách mà Thủ tướng Netanyahu của Do Thái, ông ta làm. Mặc dù ông biết Đảng Dân chủ ghét ông, nhưng sao ông vẫn giang cánh tay ra để mà bắt tay với họ, nói chuyện với họ, kết nối với họ, gọi cho Biden, xin gặp Biden, xin gặp Kamala Harris. Còn cái vấn đề họ không chấp nhận, họ không chịu thì cái đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà cái vấn đề ngoại giao của ông là sao? Ông đứng ở giữa, ông trung lập, ông không về phe nào cả. Mặc dù ông biết Đảng Dân chủ ghét ông, nhưng mà cái nhiệm vụ của ông là một thủ tướng, là một là một người đứng đầu của một quốc gia thì ông không có thể được cái quyền được cái phép chọn phe. Đúng không ạ? Nhưng mà những gì mà Zelensky làm trong ngày hôm nay thì phải nói đó là một cái sự ngu xuẩn, một cái sự điên rồ. Quý vị đang biết rằng là ông ta đi sang Mỹ làm gì để mà ngửa tay ra xin tiền, xin tiền trợ cấp cho cái cuộc chiến của ông ta thì tất nhiên rằng là sẽ phải có cái sự ủng hộ của cả Đảng Cộng Hòa ở trong đó, đúng không ạ? Nếu mà Đảng Cộng Hòa bây giờ họ không có chấp nhận liệu rằng là ông sẽ nhận được những số tiền ông mong muốn hay không? Nhưng mà không thưa quý vị, lần này ông đã đến cái nhà máy đạn dược và được ông thống đốc của tiểu bang này đó là ông Josh Shapiro. Cái người mà Kamala Harris không chọn là tại sao? Là tại vì ông ta là gốc do Thái đó thưa quý vị. Và đây là cũng là một một cái nước hơi sai cho Kamala Harris. Thay vì chọn ông ta để cho cái tiểu bang này người ta sẽ ủng hộ thì bà ta lại chọn ông Tim Walz. Mình cứ hình dung một cái vấn đề là ví dụ như là tổng thống Trump bây giờ mà đưa một cái chiếc máy bay để chở ông Netanyahu đi sang bên Pennsylvania hoặc là đi sang bên Arizona để mà vận động tranh cử cho ông. Thì quý vị thấy có được hay không? Báo chí truyền thông liệu chúng nó có để yên cho ông hay không? Trong khi đó Zelensky vận động tranh cử cho Kamala Harris thì báo chí truyền thông vẫn là im re. Coi đó là cái chuyện bình thường. Coi đó không phải là cái vấn đề can thiệp vào cuộc bầu cử. Và trong một cuộc phỏng vấn trước đó thì Zelensky đã tấn công Tổng thống Trump và cả ông J.D. Vance và cảm thấy rằng Tổng thống Trump thực sự không biết cách ngăn chặn chiến tranh ngay cả khi ông ấy nghĩ rằng mình biết cách. Cho rằng với cuộc chiến này thường thì bạn càng tìm hiểu sâu thì bạn càng ít hiểu biết. Tôi đã thấy nhiều nhà lãnh đạo tin rằng họ biết cách chấm dứt nó vào ngày mai. Và khi họ lội sâu hơn vào nó, họ nhận ra rằng nó không đơn giản như vậy. Ông này đang tự đào cái hố chôn ông ta đó. Nói mạnh miệng như thế vậy mà không biết rằng liệu Tổng thống Trump mà đắc cử Thì ông nghĩ rằng là ông sẽ còn cơ hội nhận được tiền nữa hay không? Ông nghĩ rằng là Đảng Cộng Hòa sẽ còn tiếp tục ủng hộ tiền cho ông nữa hay không? Và xin nhớ rằng những cái tiền mà ông nhận được đó Nó không có phải chi hết vào cho các cuộc chiến đâu thưa quý vị Nó đã có những cái tham nhũng ở trong đó Chắc chắn ông cũng đã có được cái số tiền khá nhiều bỏ vào túi riêng và một số tiền gửi lại cho Joe Biden. Đó là lý do sao mà Joe Biden luôn luôn nhắc đến là phải ủng hộ và phải tiếp tục dồn tiền, đổ tiền cho Ukraine là vậy đó thưa quý vị. Là tại sao là tại vì có những cái hối lộ, có những cái nháy mắt, có những cái bắt tay ở đằng sau sân khấu hết rồi. Chẳng có cái lý do gì mà Joe Biden lại rất là nỗ lực trong cái việc ủng hộ Ukraine như thế vậy. Trong khi quý vị còn nhớ vào thời của Obama Khi mà nghe tấn công Ukraine lần đầu tiên Biden là cái người đầu tiên đã không có làm một cái điều gì để mà giúp cho Ukraine cả Vào cái thời điểm đó Hà cớ gì vào cái thời điểm bây giờ thì lại quá là nhiệt tình Gia đình Biden thì quý vị biết rồi Hối lộ, tham nhũng phải nói đủ cả tất chắc chắn rằng Zelensky đã phải chuyển một số tiền khá nhiều cho cái gia đình của Biden này nhờ vào cái tiền hỗ trợ của người dân Hoa Kỳ cái tiền mà người dân đóng thuế và hôm nay ông ta đến đây là cũng để xin tiền nữa đó mà bây giờ thì ông ta lại tự đào hố chôn mình khi mà nói những cái lời lẽ này đối với tổng thống Trump ông vừa gọi ông Javien là người quá cực đoan cho rằng kế hoạch chấm dứt chiến tranh của Nga đối với ông J.D. chỉ là khẩu hiệu hô hào. Đối với chúng tôi, đây là những tín hiệu nguy hiểm đến từ một phó tổng thống tiềm năng. Tôi phải nói rằng nó không giống như thế này với Trump. Tôi không coi trọng lời nói của Vance bởi vì nếu đây là một kế hoạch thì nước Mỹ đang hướng đến xung đột toàn cầu. Nếu mà Zelensky mà muốn có thêm đạn dược, muốn có thêm tiền thì nên nhớ là cũng cần phải có sự ủng hộ của bên Cộng hòa. Nên nhớ những cái tiền mà ông nhận được trước đây đó là cũng nhờ Đảng Cộng hòa thành phần Đảng Cộng hòa đã thông qua những cái gói cứu trợ cho 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 Ukraine. Nhưng mà bây giờ thì ông ta đã tự chọn cho mình cái chỗ đứng ủng hộ cho Kamala Harris. Chưa từng thấy một nguyên thủ của một quốc gia nước ngoài lại đi vận động tranh cử cho Kamala Harris. Và nó là thật thật sự là chưa hề có trong lịch sử. Như vậy là nó thật sự là đang can thiệp tiếp tay vào cái cuộc bầu cử rồi còn gì nữa đúng không ạ? Đó cũng để cho chúng ta thấy rằng là cái chính quyền Biden Harris này và đặc biệt rằng là cái nhóm vận động tranh cử cho Harris này nó đang tuyệt vọng và họ thấy được rằng là nếu mà họ không có giành được chiến thắng ở Pennsylvania thì coi như là xong kết thúc. Họ nghĩ rằng là Zelensky sẽ giúp cho họ lấy được nhiều những cái phiếu của người gốc Ba Lan các bạn thôi. Bộ Quốc phòng không phủ nhận việc sử dụng tài sản quân sự của Mỹ cho chuyến đi, nhưng từ chối bình luận về về tuyên bố hoặc công việc vận động tranh cử rõ ràng của Zelensky. Đã nói rồi, toàn bộ những cái thành phần mà đang làm việc cho cái chính quyền Biden này đó là nó về một phe hết Nó không có phải làm việc cho người dân đâu thưa quý vị Nó không có còn cái sự tuyên thệ rằng là chúng tôi làm việc là độc lập Không thiên vị, không đảng phái Không có đâu thưa quý vị Nó đang tuân theo những gì Biden đưa ra Bây giờ xin lỗi không phải Biden nữa Mà là một cái thành phần đứng đằng sau Biden Nó đang làm việc tuân theo những gì mà đảng Dân Chủ đưa ra Có vậy thôi Zelensky coi như là xong đời của ông rồi nha Có vậy thôi Chỉ nói chỉ nói thế thôi Phải nói rằng là mình không thể nào mà hình dung ra được Một cái sự can thiệp vào cái cuộc bầu cử Một cách trắng trợn như thế này của cái đảng Dân Chủ Đây mới là những cái thành phần Làm nguy hại đến cái nền Dân Chủ này thưa quý vị Là cái đảng Dân Chủ đó chứ không là ai cả Và nhân đang nói đến Kamala Harris Thì cũng phải nói đến Biden thưa quý vị thì như quý vị biết rồi đó, vào cái tuần vừa qua thì Biden đã mở một cuộc họp nội các sau gần một năm. Thì quý vị biết là ông ta đã để cho vợ của ông ta là cái người điều khiển cái cuộc họp hôm đó. Thay vì báo chí vào cuộc để mà đặt cái câu hỏi rằng là bà ta có cái phép, có cái quyền hành gì mà dám ngồi trong cuộc họp như thế vậy. Những kẻ đang ngồi trên pháp luật này, làm nguy hiểm, gây hại đến cái nền dân chủ đó, đó thì nó không làm gì đâu. Thì bây giờ sao? Thưa quý vị, các thành viên nội các của Biden đã ca ngợi Biden vì khả năng lãnh đạo vô cùng hiệu quả và tin rằng ông vẫn đủ sức đảm nhiệm chức vụ sau khi ông trao lại quyền điều hành cuộc họp nội các cho vợ của mình. Những cái thành phần này phải nói rằng là hết thuốc chữa rồi thưa quý vị, hết thuốc chữa rồi. Trong số 10 quan chức nội các đã gửi tuyên bố có một sự đồng thuận chung về sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của Biden và khả năng tiếp tục phục vụ hết nhiệm kỳ của ông. Bộ trưởng Thương mại gọi Biden là một trong những tổng thống thành đạt nhất trong lịch sử Hoa Kỳ và tiếp tục lãnh đạo đất nước chúng ta một cách hiệu quả. Bộ trưởng Y tế Biden đã làm được nhiều việc cho đất nước này với tư cách là tổng thống hơn bất kỳ tổng thống nào khác mà tôi từng làm việc kể từ năm 1992. Một cái tát thẳng vào mặt Bill Clinton Vào Obama <laughs> Những cái thành phần này nó có vấn đề hết à thưa quý vị Không phải vấn đề đâu Tại vì nó được uh, Miệng của những cái thành phần này được nhét tiền vô đầy họng rồi Cho nên là Nói gì cũng được hết Hôm nay thì Biden cũng đã có bài phát biểu Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc Và không quên tấn công Tổng thống Trump Ông cho rằng nếu mà Donald Trump quay trở lại tòa bạch ốc thì cam kết của Washington đối với các liên minh và các giá trị dân chủ sẽ sụp đổ. Và cho biết nếu Kamala Harris giành chiến thắng thì bà ta sẽ có thể gần gũi hơn với các quan điểm và chính sách của Biden. Biden đã nêu ra các ưu tiên và tầm nhìn của chính quyền của ông ta đối với các cơ quan quốc tế trong bài phát biểu cuối cùng của ông trước Liên Hợp Quốc. Cho biết là có ba lĩnh vực trọng tâm chính bao gồm các nỗ lực liên tục nhằm chấm dứt tai họa chiến tranh khi gần một phần tư dân số thế giới sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột trong bối cảnh chiến tranh gia tăng. Cái bài phát biểu cuối cùng của mình đó mà cũng vẫn còn tấn công Tổng thống Trump thì không hiểu nổi. Mình ban đầu cũng hơi lo rằng là không biết là khi mà ông đang phát biểu rồi ông có bị lãng đi rồi lại kêu rằng là ai kế tiếp hay không? cũng hay cũng hay là hôm nay ông không có làm cái hành động đó chắc là cũng đã được uh, tiêm thuốc uh, khá mạnh cho nên là cũng có vẻ còn minh mẫn để mà đọc xong cái bài phát biểu của mình nói tóm lại đó là một trong những cái bản tin mà chân như muốn chia sẻ đến tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào bản tin ngày mai